Chào anh em á, thì hôm nay em tiếp tục lên sóng cho anh em một cặp loa JBL dòng này Aeon nha anh em. Model nó là 315 ha, còn số series nó là 300 nha anh em. Dòng loa này bass 40 nha anh em, một cái chép nha. Đó, là thường cái dòng này đa số là cái mẫu mã đẹp anh em. Dòng Aeon nha anh em, thùng nhựa ha. Này này loa điện nha anh em, loa bass 40 loa điện nha. Thì đầu tiên quay cái mặt cho anh em coi ha. Này nè. Này em cũng làm rồi nhưng mà em làm lại video lại về ghi mình lên nó ha, để cho nhiều anh em xem mua ha. Đây thì anh em nhìn cái bề ngoài nó rất là đẹp nha. Nói chung lo này rất là mới nha, mới sự luôn, rất là mới. Đây em quay về tổng thể cho anh em coi nha, rồi em sẽ tháo cho bên trong cho anh em coi luôn nha. Đó, mổ xẻ cho anh em coi về cái lo là dáng gì, cái độ đẹp nữa nha. Nói chung về lo này mẫu mã rất đẹp anh em, đẹp lắm. Mẫu Aeon là rất đẹp, dòng thiết kế mẫu Aeon này rất đẹp ha. Đó đây nha. Đó thì em quay sơ sơ cho anh em coi ha. Thì đây là khu vực nó có mấy cái tai anh em ha, trên đây có JBL này ha. Đó JBL ha, nó thì bắt treo lên này kia ha, nó cái mẫu thì nói chung mẫu nó quá đẹp, cái kiểu nó rất là đẹp. Đó ha, rồi anh này thấy nhìn nó mới chưa, mới điều gan nha. Cái dòng này nó mới rất là mới ha. Đây nè, đây nè, khu vực này nó có một chữ tiếng Anh ha, này cái tem JBL này ha. Rồi dưới đây ha, 315 này, model nó là 315 nha anh em, series nó là 300 nha anh em, lưu ý ha. Dòng này là hàng USA nha, Hetman này, công nghệ xử lý âm thanh nó là Hetman ha, là để là made in USA nha, USA là hoàng nha anh em. Con này chạy điện auto vol nha anh em, điện auto vol nha, điện auto vol này. Volume lớn nhỏ nè, này là chỉnh tăng bass chép nè, tăng bass nè, chế độ nha, tăng chế độ nha anh em. Đường ra đường vào, đường vào nằm đây ha, thì anh em liên qua đường khác cũng ghim được nha. Xài điện auto vol nha anh em, AC điện 100V. Đây này lo điện nha, lo điện nha anh em. Đó, mặt mày ở đây ha. Tại cái dòng này muốn tháo ra, tháo ốc nó nằm đây nha anh em. Tháo ốc khu vực nằm đây ha, thì lấy nó ra được ha. Thì lo là bên đây cái dáng thôi nha. Thì em sẵn em quay cho anh em coi cái về cặp lo này thôi ha. Cặp lo điện nha anh em. Xong đó em làm test từng bài nhạc cho anh em nghe luôn ha. Nó anh em coi dáng lại nha. Cái cặp này là tuyệt vời đẹp nha. Rồi sẵn nói anh em ha, ở đây nó có chữ nè, JBL ha, cái chữ ở dưới đây có đèn ha. Ở bên đây thì nó có chỗ này mất cái chữ nha, mất cái chữ nha nè, mất cái chữ JBL nha. Đó, cái này cũng đèn y gan nhau ha. Chỉ cái cặp này có nhược điểm là bị cái mất cái chữ JBL chỗ này nha, mất cái chữ nha. À, nó còn cái này ha. Rồi tóm lại toàn lại còn ngoài lại là đẹp hết, đẹp tuyệt vời luôn. Rồi em sẽ tháo về bên trong cho anh em xem cái bên trong cho anh em xem nội thất nó một cái ha. Rồi em sẽ làm bản test nha. Cặp này là Aeon nha anh em, Aeon 315 series 300 nha, bass 40 nha, một cái chép. Dòng này anh em để karaoke hay á. Nó là, này anh em chỉ ghép thêm vang vào hoặc là gắn mixer vào hát bình thường ha. Thôi em ghép mixer vô cho anh em nghe luôn ha. Và đây là em tháo về bên trong cho anh em coi cái đôi lo liền công suất này nha anh em ha. Đây là củ bass nha anh em, đây là củ bass JBL nè, model nó này ha, 1152 ha. Lo này lo 2 ohm nha, hàng là JBL ha. Dòng này cái củ lo thì là bên này củ lo để bên China ha, nó gáp China nha anh em, nhưng mà là giờ hàng chính hãng JBL đồng hoàng nha anh em ha. Đây là củ bass nha, bass 40 nha anh em. Là bên trong là nó JBL này ha. Còn đây là củ chép nha, củ chép thì để MIDI anh em ha, 2414H1 ha. Chép này chép neo nha anh em, chép neo ha. Rồi còn này là từ ha, chép từ nha. Rồi này là bass từ ha, bass từ này 115 ha, 152 ha. Rồi đây là cái bo công suất nằm trong nè, đó bo công suất nằm trong anh em. Em mở ra cho nó gọn cho anh em coi cái nha. Đó đây này ha, đó nói gì này nha. Đó đây nè, bo công suất nằm đây nha anh em. Đó thì cái này là bông tiêu âm nó nè ha. Rồi cái mặt nó nha anh em, lật lại cho anh em coi đó nha. Đó, cố gắng tháo ra cho anh em coi luôn đó nha. Rồi đây là bên trong đó nha anh em ha, bên trong đôi lo này ha. Khu vực này chỗ này bóng đèn này ha, đó bóng đèn này, nối bóng đèn này ha. Còn này là cái lo bass ha, bass 40 ha. Còn đây là cái lo chép ha. Rồi chép này chép neo nè, chép neo nhìn nó gọn nha. Rồi đó thì cặp đó xong đó, bây giờ em điểm gáp vô anh em ha, gáp vô em test xong em báo giá cho anh em luôn nha. Và tiếp sau đây là em test cái bộ lo này cho anh em coi ha. Với em ghép một con mixer Yamaha Gomix 01 anh em.
Con này đẹp như trong thùng anh em, nhìn nè. Con này mới về nha anh em, mới có luôn nha. Đẹp như trong thùng. Mới từ A đến Z, từ con Mixer Yamaha gọn 1 này hay chứ nha anh em. Rồi đầu tiên em mở anh em nghe về cái nhạc vào ha. Em đang ghim nè ha. 9-10 này nha, 9-10 ha, đẩy 9-10 lên. Em thử tiếng micro cho anh em nghe này nha. Đầu tiên test micro nha anh em, test micro trước nha. Alo 1 2 2. Rồi ha. Bây giờ em đẩy tiếng vợt lên nha anh em. Vợt này em bấm xanh 1 nha, xanh 1 ha. Đó lên vợt nha anh em. Đẩy tiếng vợt lên nha. Mời anh em nghe tiếng vợt đó nha. Hey. 6 7 hi. 1 2 3 tiếng vợt nha anh em. Rồi em ép xuống ha. Em đưa xuống lên qua tiếng delay nha. Này là tiếng vợt nha anh em, qua tiếng delay. Đó, echo nè, echo delay anh em ha. Rồi đẩy tiếng này lên nha. Đó, tiếng delay lên ha. Hey, hey 3 3 6 7. Thôi em. Đó, tiếng của thằng delay nha anh em. Rồi bây giờ quay giùm em đổi lên tiếng vợt vô nha. À, đưa tiếng vợt lên ha. Rồi như này cộng vợt và cộng delay nha anh em. Vợt và delay. Hey, hey. Sông bay bay. Một mai qua đi. Alo, sao bay. Đó. Thì đó là em test về echo và ghề vợt nha anh em. Nha anh em lưu ý nha. Cái con này thì nếu mà nói về âm thanh thì con GoMix 01 này tiếng cực kỳ hay nha anh em, rất lực nha. Nếu nói gì rất lực. Mà anh em kiếm thêm một con được mới như con này là chắc không bao giờ có nha anh em. Hứa cho anh em không bao giờ có nha. Em chỉ còn một con duy nhất luôn nha. Mới cực kỳ mới luôn. Anh em nhìn cái phím này ha. Bóng giói luôn ha. Rồi đây cặp loa ha. Thì cặp loa này màu này và cái mixer màu này hợp luôn nha anh em. Hợp một màu luôn nha, rất đẹp nha anh em. Đẹp rất lắm đẹp nha. Rồi đây là con mixer nè ha. Đó, mixer nha. Phía sau anh em coi phía sau ha. Đó, GoMix 01 nổi tiếng anh em, Yamaha, con 2 pet điện 100 nha anh em, điện 100 nha. Còn cặp loa này thì điện autovol nha. Đó. Thì em đã thử cho anh em nghe đó ha. Bây giờ em quay về em mở lại em nghe tiếng nhạc đó nha. Men ha. Đây là tại vì lo điện anh em, lo điện thì kim ga thôi ha. Thì đây, một con dây nữa nè ha. Truyền qua vào cái lo chỗ này ha. Đó, vào cái lo chỗ này ha. Còn bên đây thì truyền qua lo bên đây ha. Quay gõ cho anh em coi nha. Đó, anh em lưu ý nha, con GoMix 01 này đẹp như trong thùng nha, nó trước nha. Rất là mới luôn á, cực kỳ mới luôn. Rồi xong, thì hôm nay em cũng lên một bộ về giới thiệu về cặp lo Aeon này anh em ha. 35 series 300 bass 40 và ghép với một con mixer Yamaha GoMix 01. Đó, anh em nào nhu cầu con này được thì liên hệ ha. Bộ này rất là hay nha anh em. Sẵn em nói giá cho anh em luôn nha. Thì cái thằng Aeon này thì 17 triệu nha anh em. Cặp loa liền công suất nha, điện autovol ha, hàng Mỹ nha. Còn thằng con mixer này GoMix 01 anh em ha. Con này đẹp, đẹp cực kỳ đẹp nha anh em. 6,5 triệu nha. Rồi đúng ra 7 triệu nhưng mà hôm nay em bán giá tốt cho anh em đó, 6,5 triệu. Hứa cho anh em không kiếm con nào đẹp hơn con đó. 6,5 triệu anh em lưu nha. Điện 100 nha anh em. Con này cao kê hay, tiếng lực nó xài đủ ngõ nha, ngồi đủ ra đường Canon là đầy đủ nha anh em. Con đó là thuộc VIP đó, GoMix 01 anh em. Con nó giờ kiếm được đẹp như con đó rất là khó nha. Rồi em hẹn anh em những video kế tiếp ha. Đây số hội em nè. Đó anh em
anh em nào nhu cầu cần thì liên hệ ha. Còn một con nè, con này thì tuyệt vời nha anh em. Đó, con này là rất tuyệt vời nha. Con này số series anh em ha, số series nằm đây nha, để mở series lại nha. Đó, 24 nó 2498 nha anh em, 2498 nha, 2498 nha, để cho anh em chính xác con đó ha. Rồi, hẹn anh em những video kế tiếp nha. Đó, con này rất đẹp nha anh em. Xin chào.